Ngay cả khi quý vị không cảm thấy có triệu chứng hoặc không có tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, thì quý vị vẫn có thể mắc bệnh. Ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng, bệnh có thể phát triển ngay cả khi quý vị ăn uống lành mạnh và có lối sống năng động. Vì vậy, quý vị ở độ tuổi từ 50 đến 74, xin hãy kiểm tra ung thư ruột miễn phí bằng bộ xét nghiệm được gửi qua bưu điện. Điều này sẽ cứu sống được quý vị. Hãy làm xét nghiệm ngay hôm nay.